Vừa qua tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã giữ vững được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ qua giai đoạn 2015-2020, tổng doanh thu không bao gồm doanh thu khối bánh kẹo tăng trưởng bình quân 1,5% một năm, nộp ngân sách tăng 7,1% một năm, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân 5,7% một năm, từ 1.040 tỷ đồng năm 2015 lên 1.300 tỷ đồng năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hàng năm của toàn tổng công ty đều đạt trên 15%. Tại đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với phương châm hành động xuyên suốt nhiệm kỳ, đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, điều hành, phát huy vai trò nòng cốt trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.